không được. Mình sẽ chơi cái su vàng đó. Không nhưng được cái nó chơi được nhiều không nhỉ? Ừ. Rồi. Được ăn su xanh với su vàng thôi. Ăn mấy cái này xong thôi. Không, không thế. Đi hết rồi. Cái này. Đây, bây giờ mình phải sang lấy những cái đây, những cái bên này mà nó chảy xong rồi cơ. Mình chơi cái này mình tưởng là ăn su nên là mình mới đi tìm su. Sao thế kia để tìm hiểu? Đây đây có hai thẻ này, xong rồi thử nhá. Đây mình cũng thử cái này nhá. Thank you.
cái quần này thôi. Quần này nhá. Ok. Duy nhất có quần này thôi nhưng mà phải thả xuống rất là chuẩn này. Mình bắt đầu gắp này. Thank you.
gấu bông. Bán trượt tận 5.000 mấy cơ mà. Ba lô, ba lô. Ôi đắt lắm. Vòng quay, vòng quay 200. Vòng quay này được không cô? Đâu. Đây. 200 điểm thôi. Mình có mấy điểm? Mình có 391 điểm. 391 đâu. Đây mà tận 500. Đây thổi bóng bóng 350 này. Đấy thổi bóng bóng được không? Chọn cái nào nhỉ? Thổi bóng bóng. Đây có 930 thôi. Thổi bóng bóng được không? Bóng bóng á. Ok không được. Xem đi xem đi. Bóng hồng gì đó. Cái này nó có hồng đúng không? Đây là mấy gì? Lạc lát. iPhone này. iPhone này. Để dành tiền đổi iPhone. 11 Pro Max. 759.800 điểm. Bao giờ cho đủ? Cả năm chưa đủ. Đây nhá, đây là quà này. Mình thích cú lắm. Mất kiếm tiền rồi. Chơi được cái này rồi. Chơi trò bên kia nhiều trò. À, bây giờ đổi khủng long. Cái đây đổi được con khủng long. Anh ơi, khủng long to 5.000 điểm nhé. Long 1.000 điểm này. Được không? Có đổi không? Có đổi không? Có đổi đâu. Đổi cái này à? Không ăn nữa. Còn cả một cái dạ quang nữa không? Đâu hả? Đâu? Dạ quang không? Vòng dạ quang đây. Có sao? Chơi được. Nó phát sáng. Nào có đổi cái kia không? Có đổi cái này không? Hả? À? Đủ mà. Mình có 1.300 điểm. Có đổi không? Cái này là súng bắn nước. Có đổi con kia này không? Bây giờ ba bạn thống nhất có đổi con này không để còn về. Không. Đổi con này á? Lại xem. Bây giờ mình chỉ có 1.200 điểm thôi. Chốt lại đúng không? Đây mà. Số bốt á? Số bốt mẹ còn về trước rồi. Cái này thôi. À, một cái này nữa. Ơ nhưng mà cô đổ sao chỉ xa Okay.
Nào các bạn ơi, đây này. Đây là phần quà đổi được rồi. Thôi đi thôi, không về thôi. Hôm nay cũng là khá thành công, mình đã đổi được 4 món quà rồi nhá. Sau một ngày chơi. Rồi bây giờ đoàn quân đi về thôi.